Hai anh có gì mà đòi cưới em? Anh có nhà, có xe, có tiền. Ba cái đồ quỷ này. Anh đây á là dương anh chị, ngày nào cũng cầm đầu người ta. Em chọn anh. Anh dẫn em đi đâu vậy? Thì chỗ anh cầm đầu người ta. Thì chỗ anh cầm đầu người ta. Nghe cô nói đây. Đố các em, trong căn phòng hôm nay có mấy bóng đèn? Thưa cô, có 4 cái ạ. Sai rồi, có 5 cái. Bởi vì hôm nay cô mang theo 1 cái. Ngày hôm sau. Hôm nay cô lại đố các em, trong căn phòng có mấy bóng đèn? Dạ thưa cô, có 5 cái ạ. Sai rồi, hôm nay cô không có mang theo cái bóng đèn nào cả. Nhưng mà em thì có mang. Ủa? Nhưng mà em thì có mang. Ủa? Bất ngờ chứ bạn nha. Đố em, vì sao trái tim là biểu tượng của tình yêu nè? Vì người ta thích bên trái, người ta thích trái ngược nè. Ủa? Là sao vậy em? Ví dụ như nha, người ta thích ăn trái cây chứ không thích ăn phải cây nè. Hay là người ta gọi là trái đất chứ đâu phải đất. Nên mới gọi là trái tim thì mới được yêu, được thích. Chứ gọi là phải tim là bị ghét rồi. Hả? Ủa anh hả? Đi uống nước ở miền Bắc. Cho anh ly trà đá em ơi. Anh uống gì nữa không ạ? Thôi em. Ủa trời ơi, tính tiền cho anh đi. 5.000. Có ly trà đá thôi hả? Đi uống nước ở miền Nam. Anh uống gì ạ? Được rồi, tay em. 15 phút sau. Tính tiền em ơi. Sài Gòn không tính tiền trà đá anh ơi. Khi bạn rốt toán nhưng phải bán hàng. Bao tiền một khăn vậy cô? 25.000 cái. Ở đây 4 cái, bán còn 100.000 nha. Không được. Đúng 25.000 một cái. Tôi không có bán 100.000 4 cái đâu. Thì 100.000 4 cái đấy cô, để cháu khỏi phải đổi tiền lẻ. Không được. Không được trả giá. Tôi nói mãi mà cô không hiểu à? Đúng 25.000 một cái. Không thể bán 100.000 4 cái được. Thôi được rồi. Phải thế chứ. Đã bảo 25.000 một cái mà cứ trả giá. Bố ơi, sao mày? Trong chuyện tình cảm có gì là mãi mãi không bố? Tao thấy á, chung thủy của đàn ông á là vĩnh cửu. Là sao bố? Thì mày cứ nghĩ đi, đàn bà cưới xong ly dị vẫn yêu ông khác được. Đàn ông khác gì bố? Đàn ông á, năm 18 tuổi á yêu con gái 18 tuổi, còn mà năm 60 tuổi á nó vẫn yêu con gái 18 tuổi. Con trai à? Thế tóm lại là ông thích con gái bao nhiêu tuổi? Alo, taxi đấy hả? Em điều cho chị một cái taxi 49 chỗ nha. Không có taxi 49 chỗ chị ơi, chỉ có taxi 7 chỗ thôi. Không có 49 chỗ hả? Vậy thì điều cho chị 7 cái xe taxi 7 chỗ nha. Ồ, sao phải đặt tận 7 chiếc à? Thì 7 mới ra được 49 chứ. Chị đi có một mình, làm sao mà đi đến tận 7 chiếc à? Thì chị đi chút lại xuống, sang xe khác. Chút lại xuống, sang xe khác. Hết một đoạn, đi đủ 7 xe là được rồi chứ gì. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy?